Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Tuyên. Chào mừng các bạn đến cái video của mình ngày hôm nay. Trong cái video ngày hôm nay, mình sẽ phân tích với các bạn một đồng mình nghĩ là khá là nhiều các bạn quan tâm. Đó là đồng Ethereum POW. Đây là cái đồng nó cũng mới ra. Tức là sau khi mà Ethereum nâng cấp cái bản The Merge để tiến hành sang POS, sang Proof of Stake, thì Ethereum nó không đi theo cái cơ chế đảo nữa. Bản thân một số những cái bộ phận miner cũng như là những người mà vẫn yêu thích cái bản gốc của Ethereum, họ đã tách ra và phát triển ra cái nền tảng Ethereum POW với nền tảng công nghệ cũng như là cái cách làm tương tự như cái cách làm của Ethereum đã từng làm. Và trước đó thì chúng ta cũng đã nhìn thấy đó là Ethereum khá là thành công và đang xếp ở vị trí số 2 về vốn hóa thị trường kể cả trước khi mà nâng cấp sang POS, đúng không? Và con Ethereum POW này thì chắc chắn là trong tương lai nó cũng đã có sẵn những cái nền tảng của Ethereum, nó cũng sẽ phát triển rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Và mình tin chắc nó sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng rất là nhiều ở trong tương lai. Và đây, sang trang CoinMarketCap thì hiện tại cái rank của Ethereum POW này nó đang là 101 và mức giá giao dịch hiện tại của nó là 3,45 đô. Đây, cung lưu thông ở trên thị trường 107 triệu và total supply của nó thì cũng là 107 triệu. Thì đây là nó đã cung ra toàn bộ trên thị trường rồi, và đây nó không có max supply, nhưng mà cái lạm phát của Ethereum POW này thì gần như là nó cũng không đáng kể. Cái cap của nó hiện tại là 372 triệu. Bản thân Ethereum POW lúc đầu khi mà mới ra thì nó đã có thời điểm lên đến 130 và 140, đúng không các bạn? Thì sau đó thì nó bị xả về rất là nhiều. Bởi vì thời điểm này đó là thời điểm mà Ethereum nó trả airdrop cho mọi người rất là nhiều, nên là nó đã bị xả về rất là sâu. Và bắt đầu đến tầm mức 5-6-8 đô bắt đầu nó có một cái lực hỗ trợ. Nhưng mà cái thời điểm về nó sập sâu này là cái thời điểm mà thị trường sập sâu đi chung cùng với sự kiện của FTX, đúng không? Thì nó về mức hơn 3 đô. Và hiện tại bây giờ nó cũng vẫn đang giao dịch ở mức hơn 3 đô. Thì bản thân mình đánh giá con Ethereum POW này nó vẫn có rất là nhiều tiềm năng để tăng trưởng ở trong tương lai. Thứ nhất là nó đã cung ra thị trường là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là bản thân Ethereum khi mà nâng cấp lên Ethereum POS ấy, thì nó phải trả airdrop cho người dùng rất là nhiều cái đồng Ethereum POW này ở trên sàn Binance. Và trên sàn Binance họ cũng cam kết là trả những đồng Ethereum POW cho người dùng các bạn nhé. Họ sẽ trả vào ví cho người dùng. Người dùng có thể là chuyển sang sàn khác hoặc sang các nền tảng khác để mà bán. Nhưng mà đa số là chúng ta không muốn là chuyển sang cái nền tảng khác để chúng ta bán. Và chính vì cái điều đó của Binance và động thái đó của Binance, nên mình tin chắc chắn là trong tương lai thì Binance họ sẽ list cái đồng Ethereum POW này với mã token đó là ETHW các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình và các bạn đi vào tìm hiểu xem cái đồng Ethereum POW này họ đã làm được những cái điều gì các bạn nhé. Đó, ngay ở đây thì họ nói luôn đó là chuỗi khối Ethereum gốc được cung cấp bởi Proof of Work. Và đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu xem Ethereum POW này nó là gì. Thì ở đây họ nói rằng Ethereum POW là một cái bản fork của mạng lưới Ethereum sau khi mà chuyển đổi thành công sang cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Và bản fork này tiếp tục sử dụng cái cơ chế Proof of Work và cho phép cái thợ đào khai thác và kiếm lợi nhuận với token ETHW. Vậy chúng ta tìm hiểu xem ETHW này nó là gì các bạn nhé. Thì ở trên mình và các bạn vừa tìm hiểu xem cái Ethereum POW này nó là gì rồi, đúng không? Thì cái này là họ giải thích sâu, có nghĩa là sau khi mà chuyển đổi thành công sang POS ấy, thì mạng lưới Ethereum sẽ không cần đến các thợ đào, tức là các miner, cùng với cái hệ thống máy móc phức tạp để mà xác nhận khối như trước đây. Thay vào đó thì người xác thực ở trên mạng lưới chỉ cần stake ETH để họ giành quyền xác thực khối. Và chính cái việc chuyển đổi sang Ethereum POS thì những cái thợ đào cũng như là những cái người mà xác thực khối trước đó của Ethereum thì họ mất việc này. Sau đó thì họ đã tách ra, họ phát triển lên Ethereum POW. Và bản chất khi mà họ tách ra, họ phát triển Ethereum POW này thì nó là hai cái trên hoàn toàn khác biệt. Nó không liên quan gì đến ETH các bạn nhé. ETHW này nó tách ra, nó phát triển riêng và một cái hệ sinh thái độc lập riêng sử dụng theo cái cơ chế cũ. Thì bản chất thì nó vẫn được hưởng hoàn toàn những cái cơ chế bảo mật trước của Ethereum trước đó, nên là cũng sẽ rất có nhiều cái hệ sinh thái họ cần đến cái sự phát triển ở trên Ethereum POW này các bạn ạ. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn, sâu hơn các bạn nhé. Thì ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái độ đào hash rate của Ethereum POW này. Thì ở đây họ thống kê đó là số lượng miner hiện tại đang là 78 này, và khối lượng công việc nó là 14.276 này, và hash rate của nó là 32. Cũng như ở đây là cái network liquidity này là 200 này, nó dao động 200 cũng khá là lâu rồi. Và cái network hash rate của nó là 16,69. Và theo mình tìm hiểu được là với những anh em mà đang đào ETHW này thì cái chi phí để mà đào ra một cái ETHW thì nó đang dao động khoảng từ 7 đến 8 đến 10 đô. Và giá hiện tại của nó đang là 3,45. Vậy cái giá trị thực của cái đồng ETHW này đang bị thấp hơn cái giá trị thực của nó. Nên là cái thời điểm này nói chung là cũng là một cái thời điểm vàng giá rất là đẹp của cái đồng ETHW này các bạn nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta tìm hiểu một chút về cái hệ sinh thái của cái đồng ETHW này, xem họ đã làm được những gì. Thì ở đây họ thống kê 100 cái hệ sinh thái đang xây dựng trên cái Ethereum POW của họ các bạn nhé. Đây mình chuyển sang tiếng Việt cho dễ. Thì ở đây các bạn có thể vào tìm hiểu đó là ví dụ như là các hệ sinh thái về NFT thì được xây dựng rất là nhiều ở trên Ethereum POW này. Ví dụ như cả cái NFT BLAST đầu tiên ra mắt trên Ethereum POW này. Đó, hay là N-Swap là thị trường NFT bệ phóng trình tạo xổ số cho tất cả ở trong một này, thì cũng được xây dựng ở trên Ethereum POW. Và DePo Swap cũng là Dex của cái Ethereum POW này. Đó, họ đang xây dựng hệ sinh thái khá là ổn các bạn ạ. Và đây thì họ cũng thống kê những cái dự án thịnh hành mà đang chạy trên Ethereum POW của họ. Ví dụ như là Twist này, hay là Ethereum POW, hay Metamart này các bạn ạ. Metamart cũng có ở trên Ethereum POW này. BLAST này vừa nãy là nó thống kê về NFT này, con Open Tiger này cũng NFT này, hay dự án Sen này, hay là Moon APE này cũng là NFT này. Hay đây là N-Swap này. Đó, rất là nhiều đúng không các bạn? Tiếp theo thì ở đây chúng ta tìm hiểu kỹ về xem nào. Ở đây thì họ thống kê ra từng cái mảng một. Ví dụ như mảng đầu tiên là mảng cơ sở hạ tầng, thì hiện tại ví của họ đang có 9 cái ví. Cả ở đây có ví lớn đó là như có Metamask này, DID Wallet này, Now Wallet này, đó, Vigo hay Fox Wallet, rất là nhiều ví rồi đúng không? Thứ hai đó là mảng Oracle, thì họ cũng đã Oracle rồi các bạn này. Đó, có Anlink này, hay DeFi, một cái mảng rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái thì cũng có rất nhiều. Nó cũng có AVE, POW này, hay Chain Finance, Bitkeep này, Cash Swap này. Đó, rất là nhiều về mảng NFT đúng không? Mảng GameFi hiện tại bây giờ cũng đang có 6 dự án này, hay là mảng Exchange này thì cũng có rất là nhiều. Đây đặc biệt là NFT của họ cũng xây dựng được rất nhiều đây các bạn này. Đó, NFT thì cũng có đến 39 dự án xây dựng trên nó. Thì chúng ta cũng thấy đó là hệ sinh thái của ETHW, Ethereum POW này thì nó cũng khá là nhiều rồi. Thì hiện tại nó đã có đến 100 cái dự án xây dựng trên nó, chứng tỏ là nó làm rất là nhanh đúng không các bạn? Mới ra được có mấy tháng thôi và họ làm được rất là nhiều rồi. Và cái quan trọng nhất đó là cái security supply, tức là cái tổng cung của họ đã trả hết ra ngoài thị trường, nên là chắc chắn nó sẽ không còn lực xả nữa. Và như mình nói ngay lúc đầu đó là Binance chắc chắn là nó sẽ list đồng ETHW sau này, nên là cái việc mà chúng ta mua cái đồng này nó cũng rất là tiềm năng ở trong tương lai các bạn nhé. Đây ở bên này thì họ cũng kê chi tiết hơn những cái DApp xây dựng ở trên nó. Đây về mảng bridge của nó cũng có rất nhiều này, Chain Finance này, Chain Now này, hay là multi chain cũng có trên nó, hay Rocket này, đó, hay Swift này. Đó, ở bên này ví dụ mảng wallet thì cũng có rất nhiều đây đúng không? Dex này, NFT này, đó, hay là mảng tool NFT survey, hay là mix. Mình thấy là cái hệ sinh thái của họ mới ra nhưng mà họ phát triển cũng rất là nhanh các bạn ạ. Có rất là nhiều những cái dự án khi mà cho ra thị trường ấy, bản chất thì họ cũng còn chưa xây dựng được một cái gì cả, chưa có một cái gì. Nhưng mà cái con Ethereum POW này đến hiện tại thì họ xây dựng được rất là nhiều thứ rồi các bạn nhá. Nên là bản thân mình đánh giá con này khá là tiềm năng, và đặc biệt nó có những cái nhu cầu cần thiết là Binance phải list lên sàn của họ các bạn ạ. Bởi vì Binance họ hỗ trợ airdrop của đồng ETHW này, không cớ gì thì họ lại không list lên để cho mọi người có thể bán đúng không? Như thế thì họ sẽ rất là mất uy tín. Nên là mình mới đánh giá cao về cái ETHW này. Và đây là cái trang chủ Twitter của họ, thì hiện tại họ đang được 902 tweet và có 72.000 lượt theo dõi. Đó, thì ở đây họ vẫn thường xuyên cập nhật những cái tin tức về cái hệ sinh thái của họ này. Ví dụ ở đây cái tweet cũng là mới nhất của họ, họ đăng ví dụ như đã đến lúc có một đợt eco DApp và dịch vụ khác trả lời với tên các dự án, trang web, chức năng và bất kỳ đặc điểm nổi bật nào của bạn này. Đây là Twist chia sẻ những cái hệ sinh thái mà mong muốn xây dựng cái DApp ở trên hệ sinh thái của họ này. Đấy, kéo xuống dưới này thì họ vẫn đăng rất là nhiều. Ví dụ như gần đây chúng tôi thấy ngày càng có nhiều người dùng mới tham gia vào hệ sinh thái ETHW. Vì vậy, bây giờ câu hỏi dành cho bạn, những người bạn cũ của chúng tôi, bạn sẽ đề nghị những người bạn mới của chúng tôi xem xét dự án hệ sinh thái ETHW. Tức là bản thân cái dự án ETHW này khi mà tách ra theo cơ chế Proof of Work thì cũng có rất là nhiều những cái hệ sinh thái cũ, họ cũng vẫn là muốn xây dựng theo cái cơ chế cũ của ETH thì họ chuyển sang xây dựng trên EthereumPoW này. Và bản chất hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều hệ sinh thái đang chuyển sang xây dựng ở trên hệ sinh thái EthereumPoW này các bạn nhé. Đó thì chúng ta thấy được cái tiềm năng tăng trưởng lớn của cái ETHW này đúng không? Và kéo xuống đây thì có rất là nhiều người comment, có rất nhiều người tương tác, thì chứng tỏ là rất là nhiều những người dùng họ vẫn yêu thích Ethereum Proof of Work các bạn nhé. Ok, thì cái cơ bản trong cái video ngày hôm nay thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về hệ sinh thái EthereumPoW này, những cái họ đang làm, đã làm và sẽ làm ở trong tương lai, và những cái tiềm năng tăng trưởng của đồng EthereumPoW này. Và như vừa nãy mình cũng nói, đó là Binance họ cũng có cái động lực rất là lớn để list cái đồng này lên sàn của họ, bởi vì là có một lượng airdrop rất là lớn ở trên sàn Binance về cái đồng EthereumPoW này đúng không các bạn? Thì về điểm mua của cái đồng EthereumPoW này như mình nói vừa nãy ấy, tức là mình dựa theo cái giá trị thực của đồng coin, thì cái này nó vẫn đi theo cái cơ chế đào. Như vừa nãy mình có nói, đó là thì các thợ đào họ đang nói rằng chi phí để đào ra đồng EthereumPoW này nó đang là khoảng 7 đến 10 đô. Vậy thì giá 3,45 nó đang ở dưới giá trị thực của nó. Nói chung là tầm dưới 4 đô thì các bạn DCA dần với cái đồng này nó khá là đẹp rồi. Thì trong tương lai nó có rất là nhiều những cái động lực tăng trưởng và list lên sàn Binance để giúp cho chúng ta có những cái lợi nhuận rất là cao ở trong tương lai đúng không? Ok, thì cái bài đánh giá về đồng EthereumPoW này của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy cái video của mình hay thì hãy chia sẻ cái video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và đây là kênh YouTube Crypto News của mình. Nếu các bạn chưa follow thì các bạn hãy follow kênh của mình để được cập nhật những cái video vô cùng có giá trị về thị trường cryptocurrency. Trong video này mình đánh giá rất là nhiều những đồng coin tiềm năng, cũng như là cập nhật những cái tin tức thị trường, trend thị trường và xu thế thị trường. Mình luôn luôn cập nhật nhanh nhất cho các bạn. Ok, và video của mình đến bây giờ là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn đầu tư thành công.